Rồi xem nó tiếp ạ. TV lắp ráp. TV lắp ráp TV, lắp ráp TV, nhưng mà cái này là làm trong các lĩnh vực bên liên quan đến đến công nghiệp thôi. Còn máy điều hòa không không khí. Cái này là dành cho mấy ông nam nè, máy điều hòa không khí. Cái này là máy điều hòa mà con lắp trong cái phòng giám đốc thôi là còn lận cái mực thật khó tiền hơi nhiều ai à. Máy điều hòa không khí. Cô biết bây giờ người ta chủ những cái gì không? Biết cái gì không? Máy điều hòa. Ô, máy điều hòa thôi là nhiều đây nha. Máy giặt. Máy vi tính. Máy in. Máy vi tính bây giờ là tới đời đời này là đời áp chót chứ mà đời chót đâu. Đời chót thì không biết như nào luôn á. Đời chót biết như nào. Không biết cái cỡ máy tính bảng hay là cái cỡ cái máy vi tính nó còn không phải. Không phải, xin lỗi nó nhỏ là nó còn mỏng hơn nữa, mỏng. Tức là làm đồ điện tử mà ngay càng mỏng giá càng cao. Đúng không? Càng mỏng giá càng cao nhưng mà càng bự giá càng thấp. nó vậy. Đồ điện tử hồi lúc mới ra nó bự lắm, nhưng mà giá thành hồi điện tử lúc ban đầu người ta mới sản xuất á. Hôm nay làm gì thế nào không? Và phân bố ở các tỉnh thành phố như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Kinh, Bắc Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Bắc Giang, nhưng là chỉ nhất đó chính là thành phố Hồ Chí Minh là nơi tập trung được rất nhiều ngành công nghiệp, đúng không? Ngành điện tử tập trung nhiều nhất. Con muốn kiếm việc con lên khu công nghệ cao là đủ rồi. Khu công nghệ cao ở quận 9 có biết quận con biết số tiền mà. Biết số tiền không? Rồi, con biết số tiền thôi được rồi, con vô con lên cô bác con gõ khu công an tao quận 9 là con có đủ những cái gì con cần thiết, tại vì miên khu công an cao đó là các nhà máy mà làm điện tử thôi là nó kéo dài tới mấy cái khối luôn rồi. Đó rồi, nước ta đã ứng dụng công nghệ và sản xuất sản phẩm điện tử máy tính để tạo mẫu mã chứ là sản phẩm điện tử mà áp dụng công nghệ mới, đúng không, đã tạo ra sản ứng cầu nước và xuất khẩu. Rồi nhưng mà một số sản phẩm thì nó như thế nào đây? Nhất ở bảng 6.3 thì mình thấy nào, điện thoại di động á thì nó bây giờ điện thoại di động bây giờ nó đang giảm, bây giờ đang giảm rồi. Nhưng mà nó sẽ cải tiến được không? Nó cải tiến cái đầu lên, đúng không? Cải tiến đầu lên. Ví dụ như A16 bây giờ chuẩn bị thêm chừng một thời gian nữa A17, một thời gian nữa A18. Rồi còn TV bây giờ là người ta không cho TV bự nữa, mà biết cho TV gì không con? TV mỏng. TV càng mỏng giá càng cao, cho nên bây giờ là người ta vẫn dùng TV, nhưng mà người ta thường coi TV làm gì đây? Người ta coi tin tức, người ta coi hoạt hình, người ta coi game, người ta chơi game nha, người ta chơi game cho nên TV nó có tăng. Còn mấy điều hòa không khí bây giờ nó đang giảm, chứ vì sao không con? Có biết vì sao mấy điều hòa nó đang giảm không? Tại vì nếu như lắp trong phòng á, mà trường hợp á mà lắp ở những cái phòng mà có cái độ kính nó cao quá thì nó dẫn đến cái gây ngạt thở, đúng không? Tại vì máy điện ở trong phòng kính, trong phòng kính có máy điều hòa không nên đóng hết các đầu cửa sổ. Rồi còn vì sao thì xin phép con chỉ đọc theo trên mạng nha. Rồi. Như vậy là chỉ có TV lắp ráp thì nó tăng lên, nhưng mà cái điện thoại động thì nó đang giảm, nhưng mà bây giờ điện thoại động nó đang tăng lên. Bây giờ người ta dùng dưới nó chính là gì con? Dùng điện thoại di động, và cái hai nữa đó chính là gì? Dùng máy điều hòa không khí. Còn cái công việc sản xuất thì phát triển khá sớm, gồm có một là thủy sản đông lạnh, thứ hai là sữa tươi, thứ ba là gạo, thứ tư là cà phê bột và cà phê hòa tan.
bây giờ là chơi kiểu mới gọi là cà phê pin, biết cà phê pin mà. Nghe con nghe dù cà phê pin bao giờ chưa? Cà phê pin là cà phê mà trong quán cà phê, nhưng mà cà phê nó hòa tan cái gì đâu mà biết, không biết cà phê nó hòa tan bóc không? Đó. Tức là cà phê nó không giống nguyên gốc á, người ta gọi là cà phê pin. Cà phê giống giống gốc á, không giống nguyên bản á, người ta gọi là cà phê pin. Rồi, thứ cuối cùng là dầu hợp vật tinh luyện. Rồi, dầu tích xem nha. Rồi, ở chỗ thủy sản ướp đông thì sản lượng nó đang tăng, nhưng mà nó không tăng mạnh. À. Tức là cái nhu cầu dùng thủy sản ướp đông của nhân dân nó đang ở mức gọi là mức bão hòa, cho nên sản lượng thủy sản ướp đông nó đang có xu hướng là tăng chậm. Còn sữa tươi bây giờ con biết người dân bây giờ người ta đi làm, người ta uống gì làm không con? Biết tay làm ta uống gì làm không? Bộ gì? Sữa, đúng không? Sữa, bà không biết biết hai người ta uống cái gì không? Cà phê. Cho nên chính vì sao mà sữa tươi với là cà phê nó tăng giọt luôn. Sữa tươi thì từ năm 2000, từ năm 2005 nó chỉ có 215,7, nhưng mà đến tận năm 2021 thì sữa tươi nó tăng lên tới 1.282 triệu lít. Tức là người ta uống sữa tươi rất là nhiều, đúng không ạ? Uống sữa tươi rất là nhiều để làm cho nó bổ, cho nên là sữa tươi và cà phê bột là cái là tăng là hai cái mặt hàng công nghiệp chế biến được ta dùng nhiều nhất, cho nên là sản lượng của nó tăng nhất, tăng mạnh nhất. Còn cái gạo xay sát thì nó giảm. Tại sao vậy? Tại vì nếu dùng gạo xay sát nhiều quá thì sao không? Thì nó giảm cái chất gì không? Giảm chất B1 đúng không? Giảm chất B1, cho nên cái gạo xay sát người ta không dùng nhiều. Và khi mua gạo, người ta mua gạo dựa trên các thương hiệu, đúng không? Mua gạo người ta có cái thương hiệu, ví dụ gạo Sóc Trăng, đúng không? Gạo có biết gạo ST25 không? Gạo T25 là cái gạo mà người ta hay dùng nhất. Rồi. Thứ hai, dầu hợp vật. Dầu hợp vật bây giờ người ta ít dùng dầu hơn. Người ta dùng dầu người ta chỉ là ăn. Nhưng mà cái hai người ta dùng dầu chỉ là người ta để chiên. Có chiên mà. Nhưng mà dùng dầu để chiên nhiều quá có tốt không con? Để cho dầu để người ta chiên nhiều đồ ăn quá có tốt không? Theo con thì con ăn đồ chiên nhiều quá có tốt không? Theo con á. Thì nếu con ăn nhiều quá thì con bị sao, thì con bị bệnh. Cho nên bây giờ là người ta làm gì? Uống sữa. Uống sữa là một. Thứ hai là gì? Uống cà phê. Uống cà phê bây giờ ta ngộ lắm. Người ta uống cà phê không được. Cái đó là tiền không bị của tụi con. Tại sao uống phê không được thì xin phép về nhà con đọc thêm đi. Thầy bữa nào thầy nói thêm cho con nghe. Và cà phê ít đường được không? Được chứ, ít đường được. Được. Tùy khẩu vị của tụi con. Tùy khẩu vị. Thường đúng rồi, người ta uống để tay làm. Và uống cà phê để người ta tán gẫu. Cho nên là lúc nào ở dọc đường lúc nào cũng có cà phê. Ở khu trung cư nó cũng có cà phê luôn. Chỗ nào cũng có cà phê. Người ta uống cà phê để người ta giao tiếp. Người ta tiếp thì người ta kết nối lẫn nhau, cho nên là cà phê nó tăng. Người ta thường là người ta uống cà phê đắng. Cà phê đắng chứ là cà phê không đường, cà phê ít đường. Nhưng mà thường nếu như lợi sức khỏe nhất, người ta thường là uống cà phê không đường. Rồi, không tin xin phép về nhà con coi, con lên mạng coi. Tùy niệm của đứa con nha. Rồi, ngành công nghiệp sản xuất và nó gắn liền với người sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản như ướp đông, phân bố, nhìn bằng sông lông, gạo sát, cải bột, cải tăng nhiều nhất ở Tây Nguyên. Nhưng mà thủy sản thì người ta thường ta ướp đông, nhưng mà ướp đông nhiều quá có tốt không ta? Thủy sản đông lạnh nhiều quá tốt không? Tức là thủy sản đông, nhưng mà đông ở một độ nào đó vừa phải thôi. Tại sao? Tại vì thủy sản người ta thường có một cái hạn sử dụng nha. Tức là khi mà con mua hải sản thì con phải xem gì? Con xem cái hạn sử dụng và con phải con phải có cách nào đó để mà con kiểm tra cái hải sản nó như thế nào để mà con về để mà con sử dụng. Cho nên hải sản ở đồng này nó không nhiều rồi mày. Được chưa? Rồi,
thứ tư đó chính là ngành công nghiệp dệt. Ngành công nghiệp dệt thì rất là nhiều, thì nó gồm có sợi, gồm có vải và quần quần áo. Nhưng mà thứ nhất là cái lượng mà cái chủ nhất đó chính là vải, người ta sẽ rất vải nhất. Sợi thì nó chỉ tăng có 3,5%, tức là nó tăng được có 3 lần, nhưng mà sợi thì nó tăng nhanh, tại vì người ta cần nguyên liệu để người ta làm công nghiệp dệt, cho nên sợi nó tăng mạnh. Tức là cái nhu cầu gì, nhu cầu may, nhu cầu trang phục, cho nên cái lượng sợi nó tăng lên từ 0,2 đến 3,5, được chưa. Thứ hai là vải thì nó cũng tăng, vải thì tăng mà nó tăng chậm, cùng riêng quần áo nó cũng vậy luôn, nó cũng tăng. Rồi ngành công nghiệp dệt thì nó sản xuất từ cuối thế kỷ thứ 19 và tốc độ phát triển rất là nhanh. Cơ cấu công nghiệp dệt thì nó rất là đa dạng, thì nó gồm có phân ngành chính là dệt và sản xuất trang phục, nhưng mà dệt là chủ yếu nha. Công nghiệp dệt người ta dùng chỉ là sợi, và công nghiệp dệt thường là được phân bố ở các đô thị lớn, nơi có nguồn đồng dồi dào và thị trường tiêu thụ rộng lớn như là Nam Hà Nội, Nam Định, Đà Nẵng. Còn công nghiệp xanh là công nghiệp thân thiện với môi trường, sản xuất ra những sản phẩm thân thiện với môi trường. Rồi, việc phát triển công nghiệp xanh nó giúp cho việc tái dùng các chất thải, sử dụng tiết kiệm hiệu quả năng lượng và nguồn tài nguyên thiên nhiên khác, hạn chế dùng hóa chất độc hại. Thì ở Việt Nam thì công nghiệp xanh cần được chú trọng và giải quyết một số vấn đề đáng tồn tại như: nhất đó là giảm thiểu tác động tiêu cực từ môi trường và biến đổi khí hậu; thứ hai là ứng phó với những rủi ro trong công nghiệp; thứ ba là tiết kiệm chi phí đầu vào nguyên liệu trong sản xuất công nghiệp; thứ tư là đảm bảo công bằng xã hội trong việc sản xuất các nguồn tài nguyên liên quan đến ngành công nghiệp.